Alo, xin chào bạn Bảo Yến, chào bạn Duy Nguyễn, chào bạn Dũng, chào bạn Hạnh Hà, chào bạn iPhone, chào bạn Liên Hương, chào bạn Minh Thu, chào bạn Nguyễn Hồng Hạnh, chào bạn Nguyễn Quang Thạch, chào bạn Tạ Nguyễn, chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn Thảo Nguyễn, chào bạn Trần Thị Vân Anh, chào bạn Trọng Ân, chào bạn Tuấn, chào bạn Duy. Có lẽ thì ở trong nhóm thì có nhiều anh chị có thể là hơn tuổi Hòa ấy. Nhưng mà Hòa thực sự là Hòa không biết là ai hơn tuổi. Nên là Hòa xin phép mọi người là Hòa xin gọi là bạn nhé. Chắc là mọi người cũng vào đủ đủ rồi đúng không? Khoảng độ 20 người. Do này thấy mọi người vào ít hơn so với đợt trước nhỉ. Chắc là có lẽ chứng khoán không hấp dẫn nữa rồi đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là group Hòa lập ra ấy là tập trung vào việc là chia sẻ về tài chính cá nhân, về quản trị rủi ro, về tích lũy tài sản, là không chỉ riêng về về chứng khoán. Thế nên là mọi người sẽ học được rất nhiều thứ. Nó không đơn giản là chỉ có mỗi cổ phiếu với cả quỹ hay là trái phiếu. Và mọi người sẽ học hoàn toàn là miễn phí hết. Đấy, Hòa cũng hy vọng là nâng cái trình độ dân trí cho mọi người lên. Vì bản thân Hòa cũng học, cũng nói chung là mình cũng tự học là chính. Nhưng mà mình cảm thấy là bây giờ là mình khá làm chủ được các vấn đề về tài chính chứ chứ không bị phụ thuộc nữa. Tức là mình không bị đuổi theo nữa. Đấy. Thì Hòa muốn truyền tải lại những gì mình biết thôi. Ở đây thì mang tính chất là chia sẻ thôi. Chứ cũng không phải là mình giỏi giang gì mình dạy mọi người cả, mang tính chất là chia sẻ. Và có nghĩa là những cái mà Hòa đang thấy nó tốt với mình và mình đang kiểm soát được thì mình nghĩ rằng là những cái đó nó cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người thêm một cái góc nhìn nào đó để mọi người kiểm soát tài chính của mình. Chủ đề ngày hôm nay thì Hòa muốn nói tới các quỹ tài chính cá nhân. Đấy. Các quỹ tài chính cá nhân thì quỹ tài chính cá nhân trong đấy nó có rất nhiều quỹ, thì Hòa coi cái quỹ tài chính cá nhân ấy, nó như một cái trái tim ấy, trái tim của cơ thể. Thế thì Hòa cũng minh họa một cái ví dụ đơn giản mà thực ra là Hòa cũng mới nhận ra trong quá trình mà khi mà mình tập luyện chạy bộ ấy. Tức là Hòa cũng mới tập luyện chạy bộ cách đây khoảng độ khoảng gần 40 ngày, 40 ngày, hôm nay là khoảng 40 ngày, tức là chạy liên tục. Thì mình nhìn ra vấn đề, tức là mình thấy giống mọi người là cứ tập trung vào tốc độ. Tức là làm nào để đẩy cái tốc độ của mình xuống ấy. Đẩy cái tốc độ của mình nó trong chạy bộ nó gọi là cái phây. Tức là chạy nhanh hơn. Tức là cái số thời gian mình chạy ấy, nó ngắn mà mình lại chạy được dài kiểu thế, hay bị như thế. Nhưng mà mình làm như vậy thì là mình rất mệt, và rủi ro nó gặp phải với mình là gì? Chấn thương. Đấy, rủi ro về chấn thương này, rồi mệt mỏi này, rồi stress, nó xảy ra câu chuyện như thế. Thế thì bắt đầu là Hòa bắt đầu đi tìm lại một cái phương án khác. Tức là mình thấy nếu mà mình chạy như thế này thì mình thấy không ổn, bởi vì là mục tiêu của mình là mình để mình khỏe, mình vui vẻ trong cái việc mình tập luyện. Nhưng mình làm này thì mình ép mình quá, mình cảm thấy khổ, cảm thấy mệt mỏi, chạy về mà cảm thấy stress hơn hay mệt hơn thì không nên, đúng không? Không nên. Thế là Hòa đi tìm phương án khác. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là đến tức là đi mò mẫm thì tìm làm nào để mình khỏe, chạy để khỏe mà không bị chấn thương. Đấy thì Hòa bắt đầu Hòa tìm đến phương án là tức là nó có cái phương pháp là MAF, tức là chạy theo nhịp tim. Tức là mục tiêu ấy là cái trái tim của mình nó phải khỏe. Tức là chạy chạy nhanh mà vẫn giữ được nhịp tim đấy. Làm nào để chạy nhanh mà vẫn giữ được nhịp tim đấy. Đấy. Và chạy xong phải vui vẻ. Vẫn vui vẻ. Mà kể cả trong quá trình chạy cũng vẫn vui vẻ. Nói chuyện được. Mà chạy nhanh được. Tức là nhiều người ta làm được như thế. Và lúc này mình mới thấy là à, cái này nó phù hợp với mình hơn.
Và cái nguyên tắc của nó cũng là tích lũy. Tích lũy tức là tích lũy cái số km chạy, tích lũy cái đường chạy, và trên cơ sở đảm bảo cái sự an toàn cho bản thân, an toàn về 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 sức khỏe của thân thể, tinh thần, rồi mình không bị chấn thương các thứ. Cái đấy là mục tiêu tối quan trọng. Thì Hòa mới nghĩ đến là khi mình nhìn thấy liên quan đến vấn đề về sức khỏe, về thân thể, thì mình mới nhìn thấy là cái vấn đề về tài chính nó cũng tương tự như thế. Đây là Hòa minh họa. Thì để cho mà cái mục tiêu của mọi người ấy, nó bền vững ấy, thì bây giờ khi mà mình vào đầu tư chứng khoán ấy, là chúng ta là thường là chúng ta tập trung vào lợi nhuận, chúng ta tập trung vào hiệu suất, nó giống như là tốc độ chạy. Thế mọi người chỉ muốn chạy nhanh thôi, thì kia cũng thế. Thế đầu tư chứng khoán là mọi người chỉ tập trung vào lợi nhuận, tập trung vào tốc độ, thì nó sẽ rất dễ xảy ra các chấn thương là gì, là mất cân đối tài chính, là mất tiền, mất mát tiền, và bất kể những cái mà vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống là nó bị gãy ngay, nó bị gãy. Đấy, bất kể rủi ro gì xảy ra trong cuộc sống đối với mình là nó bị gãy cái phương án đầu tư của mình, nó bị đứt gãy ngay và khủng hoảng ngay. Có nhiều bị người khủng hoảng rồi. Bản thân Hòa là một ví dụ này, chứ không phải là ai cả. Hòa cũng có ngồi rất nhiều mọi người rồi, trong nhóm của mình có đấy. Chứ Hòa đây là Hòa chỉ nói thật thôi, chứ mình chẳng bao giờ mình bịa ra gì cả. Thế là rất nhiều luôn. Là khi mà mình mất, mình tập trung vào lợi nhuận nhiều quá là mình sẽ, lòng tham của mình nó nổi lên. Và lúc đấy là mình như kiểu là mình chạy bứt tốc ấy, mình cố gắng mình kiếm nhiều, kiếm nhanh về. Thì rủi ro đối với mình là mất cái, khi mà thị trường nó biến động, nó thay đổi, thì cái khả năng mất mát của mình nó sẽ rất là cao. Để mất tiền chứng khoán, tiền mặt của mình nó là một vấn đề. Mình đi vay margin nó là một vấn đề. Nhưng mà mình đi vay ngân hàng này. Đấy, xong mình đi vay bạn bè thân thiết này. Đấy, nó bị gãy như thế. Mà thậm chí là mình không đi vay đi. Giả sử nhá, giả sử mình không đi vay gì cả đi, mình chỉ dùng tiền của mình chơi thôi. Thế nhưng mà đùng một cái là mình bị đuổi việc. Đấy, thì nó xảy ra vấn đề là gì? Là mình lấy gì mình chi tiêu, đúng không? Hoặc là gì? À, gia đình mình cần một khoản chi lớn. Ví dụ như là những cái việc mà bắt buộc phải chi, là con cái cưới xin chẳng hạn, hay là bố mẹ ốm đau chẳng hạn, hay là bản thân mình xảy ra các rủi ro đấy, là mình bắt buộc phải chi, đúng không? Thì lúc này làm gì? Là mình lại phải bán hết chứng khoán đi. Mà nếu thị trường nó đang giảm như bây giờ, ví dụ như cổ Hương là đang giảm khoảng độ 40%, mà mình bán cổ phiếu thì là mình mất. Mình giữ tiền, à mình giữ cổ phiếu mình còn 2-3 năm nữa nó lại hồi. Vì trước đây nó đã như thế rồi. Nếu mà nội tại doanh nghiệp nó vẫn tốt, 2-3 năm nữa nó có chu kỳ nó lại lên rồi. Nhưng nếu bây giờ mình bán đi cái, vì là mình bắt buộc phải bán, là mình thua, là mình thua luôn, không còn gì nữa, đúng không? Đấy, thế là đấy chính là những cái mà nó gây ra cho mình các cái chấn thương này. Chấn thương này mà có khi còn nhiều khi nó dập mình xuống, ví dụ và nhiều người phải tử vong đấy, nhiều người phải đi tự tử là như thế. Và bản thân Hòa hồi trước ấy là mình bị dúi luôn xuống ấy, tức là khi mình mất sạch tiền tiết kiệm rồi, xong mình lại phải bị nợ nữa, thì đấy, ví dụ nó xảy ra một cái là mình tức là mình phải làm một cái việc mà mình bắt buộc phải làm, nên là tức là mình phải đi nghỉ, mình phải nghỉ việc thì mình làm việc đó. Rất tức là gia đình mình có người bị ốm thì là mình bắt buộc phải làm. Thì khi mình nghỉ nhiều thì tất nhiên là cơ quan người ta sẽ không hài lòng rồi, thì người ta sẽ kêu gọi mình là tạm nghỉ đi chẳng hạn. Thì lúc đấy mình lấy tiền đâu ra mà tiêu, đúng không? Mình có tiền đâu, tại mình không làm ra tiền nữa.
đấy thì nó bị gãy như thế. Thế bây giờ là gì? À, sau những cái cú vấp gãi thế, vào khi mà Hòa thích nói chuyện với những người mà người ta xảy ra những vấn đề cú sốc để mình nhìn thấy rủi ro của mỗi người nó khác nhau, thì mình mới nghĩ ra là mình phải có, tức là một trái tim khỏe, một trái tim khỏe để mà cái tài chính của mình nó luôn khỏe. Tức mình muốn làm giàu như thế nào thì câu chuyện để tính bước 2 đi. Bước 1 mình phải khỏe đã. Mình có sức khỏe về thân thể rồi thì mình cũng có phải có sức khỏe về tài chính. Trước mắt là như vậy. Sức khỏe về tài chính không phải là có nhiều tiền là khỏe. Không phải như vậy. Mà sức khỏe tài chính là mình biết dự phòng. Mình có các cái quỹ dự phòng cho các rủi ro biến cố xảy ra đối với bản thân mình. Các dự phòng biến cố xảy ra đối với bản thân mình. Và mình càng bồi đắp vào cái quỹ này càng chắc thì cái sức khỏe tài chính của mình nó sẽ càng chắc, thì cái trái tim của mình nó càng khỏe thôi. Và kết quả cái này nó là cả một cái quá trình mình tích lũy. Thế thì ở đây ấy, là các cái quỹ bây giờ thì Hòa sẽ mô phỏng cho mọi người một số đó, một số cái đó để mình dự phòng. Bản thân mình phải chia ra các cái quỹ. Quỹ bây giờ mục tiêu của mình là mọi người phải để ý đến cái sức khỏe tài chính của mình đã nhé. Trước mắt là cái sức khỏe tài chính của mình. Và khi mà mình có sức khỏe tài chính thì mình đầu tư sẽ rất yên tâm, và cái đây là Hòa khẳng định luôn. Vì khi Hòa đã làm như thế này và thấy trong quá trình đầu tư mình cảm thấy rất yên tâm, rất yên tâm luôn. Đấy. Thì bây giờ cái quỹ cá nhân ấy, quỹ tài chính cá nhân của mình sẽ lên chia nó vào một số cái. Đây là nó gọi là phổ biến nhất. Thứ nhất nó gọi là quỹ dự phòng. Về chi tiêu. Thì cái này ấy là nó dự phòng cho những cái mà mình, ví dụ mình mất việc hay là mình bị những cái vấn đề mà không thể làm việc được. Mình không bị mất việc nhưng mà mình lại bị những vấn đề mình không thể làm việc được. Ví dụ như bị chấn thương chẳng hạn, đi đá bóng hay là đi chơi thì hay là đi đâu đấy mà bị tai nạn chẳng hạn, ví dụ thế. Hoặc là mình phải chữa bệnh chẳng hạn. Thì mình không có. Thì cái này ấy, là mình dự phòng. Nếu mình dự phòng càng nhiều thì càng tốt. Mình lấy ví dụ như là có người thì sẽ 6 tháng chi tiêu, có người 12 tháng, có người 24 tháng. Đấy. Thì ví dụ như Hòa thì Hòa sẽ dự phòng khoảng 12 tháng chi tiêu. Là mình cứ phòng như này. Cho ăn chắc. Để nguyên này. Không động vào. Thứ hai đó là một cái quỹ gọi là quỹ khẩn cấp. Quỹ khẩn cấp này là mục đích là chi tiêu khẩn cấp này. Chi tiêu khẩn cấp. Ví dụ nhé. Ví dụ như ốm nặng. Đấy. Rồi đám cưới này. Sửa chữa nhà này. Rồi lo tiền cho người thân này, vân vân. À, thế mỗi người sẽ có những cái dự trù. Nếu mà mọi người dự trù được càng nhiều rủi ro cho mình ấy, thì càng tốt. Càng nhiều rủi ro cho mình càng tốt. Mình càng phòng cho mình nhiều rủi ro càng tốt. Thì quỹ của mình nó càng lớn thì mình càng yên tâm. Nỗi sợ nó sinh ra từ rủi ro. Mình dự phòng đấy cho nó thì mình sẽ không sợ. Đó. Cái thứ ba nó gọi một cái quỹ là quỹ dòng tiền lưu động. Tức là cái này là nó giúp cho mình
có tiền mà không phải làm gì, mục đích của nó là như thế, có tiền mà không phải làm. Giả sử như là mình muốn đi chơi chẳng hạn, mình có cái dòng tiền để mình làm được. Hoặc giả sử như là mình ốm nặng chẳng hạn, ốm đau bệnh tật chẳng hạn, mình không làm được thì mình có dòng tiền để mình tiêu. Mặc dù là mình vẫn có cái quỹ khẩn cấp kia rồi, nhưng mình có thêm cái này thì nó tạo cho mình sự chủ động hơn. Nên là mình phải gây cái quỹ này. Đấy. Thậm chí là gì? Là mình có thể sống được tự do hơn. Mình có thể làm những điều mình thích, mình muốn. Mình cũng không bị sợ sếp đuổi, sếp mắng hay công ty đuổi, công ty làm gì cả. Tất nhiên là mình đi làm mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà mình chán rồi, mình muốn làm những thứ mà nó sáng tạo, mình không muốn bị chết chất xám của mình chẳng hạn, thì mình có quyền thay đổi. Thì cái quỹ và dòng tiền thụ động này là nó sẽ giúp cho mình những cái việc như vậy. Nói chung cuộc sống của mình nó sẽ chủ động hơn. Tiếp theo nó là một cái quỹ thứ tư ấy, gọi là cái quỹ tăng trưởng tài sản. Cái này ấy, là mục tiêu là nó làm giàu cho mình, tại vì lợi nhuận nó sẽ tăng cao. Mục tiêu làm giàu cho bản thân thì mình phải bổ vào một phần này để mà mình phải, để mà cái tài sản của mình nó tăng được. Bây giờ khẩn cấp với chi tiêu làm gì nó tăng được nhiều đâu, dòng tiền thụ động thì nó cũng đều đều thôi, nhưng mà tăng trưởng tài sản thì phải có, mình phải đầu tư vào đó để mà nó giúp cho mình là làm giàu được 20%, 30% hay 50%, hay thậm chí có những thời điểm tăng trưởng đến hàng trăm phần trăm, đúng không? Ví dụ như cổ phiếu đợt năm ngoái thì là sẽ có những người lãi được hàng trăm phần trăm. Thì những cái đó ấy, là nó giúp cho mình tăng trưởng được tài sản. Và một cái quỹ thứ năm ấy, đó là cái quỹ, Hoàng nghĩ ra đây nó là cái quỹ đầu tư rủi ro, nhưng mà nó mang tính chất là trải nghiệm. Ví dụ như là mình đầu tư vào Bitcoin chẳng hạn, hoặc thậm chí là mình đầu tư vào NFT, hay mình đầu tư vào cổ phiếu, hay mình đầu tư vào một cái kinh doanh nào đó. Nó rủi ro là khi mình không hiểu biết thì mình coi nó là rủi ro. Hoặc thậm chí là mình đầu tư vào những cổ phiếu mid cap hay penny, và mình có thể là cho rằng là nó có tỷ suất sinh lời rất cao, mình đánh giá được là như vậy. Tức là rủi ro rất cao nhưng mà hiệu quả của nó cũng sẽ mang lại rất cao, và nếu có mất thì mình cũng không tiếc. Đấy, mục tiêu trải nghiệm là chính. Và mọi người cũng sẽ, tức là mọi người cũng sẽ có thêm kiến thức từ những cái này. Bản thân Hòa cũng vẫn dành khoảng 10% cho những cái này. Ví dụ như Hòa có thể là đi đầu tư cho vay ngân hàng này, Hòa đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài này, Hòa đầu tư vào Bitcoin này, hay Hòa đầu tư vào hàng hóa phái sinh này, thậm chí là mình cũng đầu tư cả vào Forex. Tức là mình coi là một cái quỹ trải nghiệm đấy để mình đầu tư. Đó. Cái này tối đa 10%. Tối đa là như thế thôi. Nó còn nhiều quỹ khác. Sau này thì mọi người dần dần mọi người sẽ phân bổ thêm và nó cao theo mục đích của mình thôi. Ví dụ như Hòa có thêm một gọi quỹ là gọi là quỹ dự phòng đầu tư. Những lúc thị trường mà tăng nóng tăng nét thì mình sẽ để tiền vào đấy, mình dự phòng. Mình chưa đầu tư vội. Mình dự phòng đầu tư để khi mà thị trường nó xuống sâu thì mình bỏ tiền đấy ra. Nhưng mà cái đấy thì Hòa không muốn nói ở đây. Nó hơi sâu. Thì trước hết là mỗi một cá nhân ấy, mình nghĩ nó phải có 5 cái này, 5 cái cơ bản như thế này. Thì khi mà mình có đủ 5 cái này rồi thì Hòa nghĩ là nó sẽ rất là an toàn. Nó rất an toàn, mọi người sẽ cảm thấy rất là an tâm. Thì bây giờ mình phân bổ cái tỷ trọng này như nào, đúng không? Phân bổ
tỷ trọng như thế nào? Cái này nó phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của mỗi người. Khẩu vị rủi ro của mỗi người. Mọi người chấm xem là mình đang ở khẩu vị rủi ro gì. Mình ở mức thấp hay ở mức trung bình hay ở mức cao. Những cái cố định như này này là nó phải fix rồi. Là mình phải fix là. Đó. Ví dụ như bây giờ là mình sẽ phân bổ nhiều cái thằng điền thụ động hay là tăng trưởng tài sản. Đấy. Thì nó dựa trên khẩu vị rủi ro của mình đấy. Là chính. Mình rủi ro cao thì mình sẽ để vào tăng trưởng tài sản nhiều hơn. Còn mình chấp nhận rủi ro thấp thì mình để vào quỹ dòng tiền thụ động nhiều hơn. Thì cái này nó dựa trên khẩu vị rủi ro của mỗi người. Mà mình phải chấm mới ra được. Ví dụ như là Hòa sẽ thường là sẽ để khoảng độ 60% vào cái quỹ 123 này. Còn lại là 40% vào cái 45. Đấy. Thì cái quỹ tăng trưởng tài sản này nó là cái gì? Thì nó có thể là cổ phiếu hoặc là quỹ cổ phiếu. Nếu mà anh chị là thích an toàn hơn thì mình tập trung hết vào quỹ cổ phiếu. Cái này nó có thể là trái phiếu này. Hay cổ phiếu cổ tức cao này. Hay là bất động sản cho thuê này. Hay bất động sản dòng tiền, đúng không ạ? Thế. Đúng không? Tài sản tăng trưởng này có thể là thêm bất động sản tăng trưởng nữa. Như đất nền chẳng hạn. Hay là nhà biệt thự các thứ ấy. Nói chung là bất động sản tăng trưởng. Các cổ phiếu rủi ro, các cái tài sản rủi ro ví dụ như là Bitcoin này. Cổ phiếu mid cap này. Penny chẳng hạn. Đúng không? Hay NFT. Cứ có cái gì mới là mình thử đi. Hàng hóa phái sinh. Forex. Mình có thể thử mà. Mất thì coi như mình được trải nghiệm nên chẳng bao giờ lỗ cả. Nhưng mà nó chỉ giới hạn tối đa là 10% thôi. Bây giờ vào cái quỹ khẩn cấp này là mình bổ vào cái gì? Thì cái này ấy, Hòa nghĩ là ở TCBS thì anh chị có thể cho vào cái quỹ TCBS. Đó là quỹ trái phiếu. Tại vì cái quỹ đấy là mình có thể rút ra được từng phần được. Bất kỳ khi nào được. Bất kỳ khi nào được. Từng phần. Từng phần được. Đấy là cái hay của nó. Là chỗ đó. Và thực ra cái khẩn cấp thì nó cũng sẽ ít xảy ra thôi. Nhưng mà nếu mà nó xảy ra thì ví dụ sau 1 năm thì mình bán nó cũng miễn phí rồi. Đúng không? Đấy. Nó cũng miễn phí hết rồi. Thì mình cũng không lo lắm. Tiếp nữa là cái quỹ dự phòng chi tiêu này. Thì cái này mọi người có thể để vào tiết kiệm ngân hàng. Hoặc là một quỹ trái phiếu cũng được. Nếu mà công việc của mọi người không bấp bênh, nó cứ đều đều thì Hoàng nghĩ là cho vào một quỹ trái phiếu nào đó khác cũng được. Ví dụ như DCBS chẳng hạn hay là VBS. Nếu công việc nó ổn định nhé. Còn công việc mà như kiểu làm việc tự do ấy thì Hoàng nghĩ là tốt nhất là cho vào tiết kiệm ngân hàng hoặc là TCFF là nó không kỳ nó rút ra lúc nào cũng được. Hoặc là để vào iSafe. Đấy. Tức là tháng nào mình thiếu tiền thì mình rút ra mình tiêu. Còn không thì mình tiêu xong rồi mà tháng sau mình làm ra thì mình lại bù vào. Mình lại bơm vào. Đại loại là nếu mà nó do cái tính chất công việc của mình ấy tạo thu nhập ấy. Ví dụ như Hòa làm việc tự do chẳng hạn thì mình phải luôn có tiền thanh khoản. Đấy, vẫn phải để tiền ở iSafe để dự phòng. Chứ không là có những tháng là kẹt là chết giờ. Tất nhiên thì mình sẽ có kể cả mình có thể làm cả thấu chi các thứ nữa. Nhưng mà nếu không có thấu chi chẳng hạn thì mình sẽ vẫn phải làm cái này.
để dự phòng như thế này. Đấy, đa số là sẽ phải làm như này và sẽ tiện hơn. Đó. Thì trên đây là khoảng 5 cái quỹ mà Hòa nghĩ rằng là mọi người nên nên xây dựng cho mình. Cái này nó là cái trái tim của tài chính của mình ấy. Mình bồi đắp cho nó càng chắc ấy, thì những cái nền móng này, 1, 2, 3 này nó càng chắc thì mình sẽ càng khỏe. Tức là mình tích lũy được càng nhiều nó càng khỏe. Khi mà Hòa học kỹ về cái chạy bộ thì Hòa thấy là mọi người bảo mình cứ chạy, mình cứ tích lũy những bước chạy rất chậm nhỏ nhỏ đấy ý là lãi thấp đấy, thì dần sau này mình sẽ chạy được rất nhanh. Tại sao lại như thế? Đối với những tài sản tăng trưởng này, sau này mình dồn vào nó. Thứ hai nữa là mình có cơ sở để mình giữ nó lâu dài được. Mình có niềm tin để mình giữ nó lâu dài được. Và mình có sự yên tâm để mình giữ nó lâu dài được. Thế là ví dụ như trong thời gian vừa qua thì thực ra là bản mình nghĩ là rủi ro gì xảy ra đấy mình, nó chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thôi. Mà nếu mà ảnh hưởng cuộc sống thì là mình có các quỹ rồi, thì cũng chẳng có vấn đề gì mà mình phải bán tài sản cả, bán cổ phiếu gì cả, kệ nó thôi, vì mục tiêu của mình là mình nhận giá trị của nó trong thời gian dài, nên là Hòa cũng chẳng bán gì cả. Có lúc nó lãi, có lúc nó lỗ thì kệ nó thôi, tức là mình cứ bình thường với nó. Sau này tại 5 năm thì khi mà nó lãi đến hàng trăm phần trăm rồi, hoặc vài trăm phần trăm, đến đến khi mà nó có một cái chu kỳ mới thì lúc đấy là mình mới điều chỉnh. Tức là mình có thể bán bớt đi, cắt bớt đi, mình lại bơm vào các cái quỹ dự phòng này cho nó càng chắc thêm. Lãi ở nó mình bơm vào nó. Đấy. Mình bơm thêm vào. Còn khi mà mình thấy tài sản nó giảm đi, nó rẻ, những cái tài sản tăng trưởng ấy, tài sản làm giàu cho mình ấy, mà nó rẻ thì mình lại rút bớt ra, rút bớt những cái quỹ này ra thì mình cho vào đây cũng được đấy. Hoặc là mọi người có thể làm một cái quỹ nó gọi là quỹ dự phòng đầu tư. Là gì? Là mình có sẵn tiền ở đây, để sẵn tiền đấy, mình có thể cho vào TCFS, mục đích để mua tài sản giá rẻ, tài sản làm giàu, tài sản tăng trưởng. Làm giàu nó hơi, tài sản tăng trưởng với giá rẻ, đúng không? Thì là gì? Là mình phải cho nó vào cái một cái gọi là thanh khoản TCFF chẳng hạn. Họ thấy rất nhiều người làm đấy, như thế đấy. Thì khi mà giá được thì mình bán ở đấy, nhưng mà nó phải lãi khá khá thì mình cho nó vào đấy. Mình bán bớt đi 30 50% tài sản chẳng hạn, mình cho nó vào đấy. Hoặc khi mình phân bổ cái đủ rồi thì mình để thêm vào, nếu mà giá cổ phiếu đang cao quá thì mình cứ cho tạm vào đấy đã. Để mà chờ giá rẻ thì mình mua. Còn cách để xác định giá cao hay giá thấp ý, thì Hòa cũng có trình bày với mọi người một cái xác định khoảng giá ở đấy. Có thể mọi người tham khảo thêm các định giá của các đơn vị khác nữa. Đấy, thì mọi người đưa ra một cái cho mình một cái nhất mức độ chấp nhận giá của nó. Nhưng mình nghĩ là cứ thấp hơn khoảng 37, nó chỉ bằng 70% so với bình quân của thị trường, thế là mình đã mua được rẻ rồi, ít nhất là bằng rồi, đã mua được rẻ hơn rồi, thế là được rồi. Còn mình muốn lãi hơn thì mình xuống nữa, chiết khấu tới bằng mua bằng 50% với thị trường của 5 năm chẳng hạn thì nó quá tốt rồi, đúng không? Quá rẻ. Anh chị nào mà mua được một cổ phiếu bằng chiết khấu P/E bằng 5 năm bình quân của giá thị trường ấy, bằng 50% của 5 năm thì quá rẻ rồi. Đấy. Mình dựa vào cái đơn giản như thế thôi để mình xác định cũng được. Ok. Đấy, cái này chính là cái mà Hòa muốn trình bày với mọi người trong cái buổi tối ngày hôm nay, để mà mọi người thực hiện phân bổ cho mình. Mỗi người tự tự có thể phân bổ được cho mình. Nếu mà ai vẫn còn đang khó khăn thì mọi người cứ làm đi, xong là cứ gửi cho Hòa xem cho nhá.
cố gắng là xây xong là làm cái phân bổ này, xong là mình lên kế hoạch, mình đầu tư từng cái, mình phân bổ tiền ra. Đó. Mọi người có câu hỏi gì thì chat hoặc là trao đổi trực tiếp với Hòa luôn ở đây nhá. Ok nhá, xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nhá. Có gì thì lại trao đổi trong nhóm hoặc là trên kênh YouTube nhá. Hòa hẹn mọi người vào sáng thứ năm và sẽ hướng dẫn đầu tư cho mọi người. Và thứ ba sẽ trao đổi một cái kiến thức thêm nào đó mà Hòa thấy cần thiết, mọi người cần trong quá trình và mọi người đầu tư. Và mọi người có những câu hỏi gì thì mọi người cứ chuẩn bị nhé, hoặc các cái thắc mắc thì mọi người cứ chuẩn bị giúp Hòa. Sau đấy thì chúng ta sẽ trao đổi về những cái vấn đề đó, về tài sản, tất cả các loại tài sản, không nhất thiết thì cổ phiếu đâu nhé, hay quỹ đâu nhé, tức là tất cả những loại tài sản. Tức là Hòa cũng là người trải nghiệm hầu như là gần hết các loại tài sản thị trường rồi, và bây giờ vẫn đang đầu tư. Nên là Hòa, nếu mà Hòa giúp được cái gì cho mọi người thì mọi người cứ chia sẻ thì Hòa sẽ giải đáp cho mọi người. Xin chào mọi người nhé, bye bye.